Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Bị vợ cũ Xuân Hương tố bóng gồng, Thanh Bạch vẫn thản nhiên đội Vương Miện đi ăn sinh nhật. Dỗ nào với vợ cũ Xuân Hương, Thanh Bạch vẫn vui vẻ đội Vương Miện đi dự tiệc sinh nhật. Những ngày qua, có lẽ câu chuyện của nghệ sĩ Xuân Hương và MC Thanh Bạch đã được nhiều người biết đến nếu như Xuân Hương dành hẳn 10 chương tự truyện để phơi bày cuộc sống hôn nhân địa ngục ở nhà chồng, thì nam MC vẫn thản nhiên đi sự kiện, dẫn chương trình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhiều người vẫn thắc mắc rằng không hiểu nguyên nhân nào đã giúp anh bình thản đến bất ngờ. Như vậy, phải chăng Thanh Bạch đang muốn dùng sự im lặng để xoa dịu dư luận xấu đang bủa vây xung quanh mình? Bất chấp bị nhiều người chê bai gu thời trang màu mè, xến xẩm mới đây khi xuất hiện tại một sự kiện quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng, Thanh Bạch thật biết cách làm mình nổi bật khi đội Vương Miện cùng trang phục hết sức lộng lẫy. Và tất nhiên, với diện mạo có phần sương sương thế này, Thanh Bạch cũng nhận không ít ý kiến trái chiều từ mọi người. Dù chạm ngưỡng U60 nhưng Thanh Bạch vẫn xì tin đội Vương Miện tạo dáng nhí nhố bên cạnh nhiều đàn em như ca sĩ Nam Cường, MC Minh Sù, Đường Nguyễn. Tự tin khi đứng chung sân khấu với các làng hậu Mỹ Linh, Tiểu Vi, Tường Linh. Điều này cũng không có gì lạ lẫm khi từ những ngày đầu làm nghề, Thanh Bạch đã yêu thích sự bóng bẩy, thậm chí đã có 2 lần kết hôn nhưng nam MC vẫn liên tục bị hoài nghi về giới tính của mình. Trước đó, nghệ sĩ Xuân Hương khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ sự thật hơn chục năm đi làm dâu nhà người. Không chỉ bị gia đình chồng đối xử tệ bạc, bà còn cho biết mình không được Thanh Bạch yêu thương, ngoại tình trước mặt. Cuối cùng sau nhiều dồn nén, nữ diễn viên đã quyết định đệ đơn ly dị vào năm 2006 để giải thoát cho mình. Tưởng chừng câu chuyện đã được khép lại thì bất ngờ Thanh Bạch khơi mào chuyện cũ trên sóng truyền hình khiến bà tức giận. Đó chính là ngoài lỗ khiến Xuân Hương dành hẳn 10 chương tự truyện để phơi bày chuyện thâm cung bí sử của mình ra ánh sáng. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.